Trưa ngày 27 tháng 5, tổ công tác gồm 3 cán bộ của Trạm Cảnh sát Giao thông Ninh Hòa do Trung tá, Tổ trưởng Lê Hữu Tuấn trực tiếp điều hành đang làm nhiệm vụ. Bất ngờ một nam thanh niên đi xe máy chạy từ hướng Bắc Nam đã tông vào người Trung tá Phan Trần Anh Phương. Dù được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng do chấn thương nặng nên cán bộ cảnh sát giao thông này đã tử vong vào chiều cùng ngày. Thanh niên gây ra tai nạn được xác định là Cao Nhật Trường, sinh năm 2002, trú xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Người này bị gãy xương vai, đang được điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa, khu vực Ninh Hòa. Sau khi sự việc xảy ra, một người dân đã trích xuất camera hành trình tại thời điểm tai nạn. Clip này cho thấy xe máy đã tông trực diện vào Trung tá Phan Trần Anh Phương. Sau vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa đã ký tờ trình gửi Bộ Công an đề nghị khen thưởng thành tích xuất sắc đột xuất với Trung tá Phan Trần Anh Phương, cán bộ Trạm Cảnh sát Giao thông Ninh Hòa thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã hy sinh trong khi thi hành nhiệm vụ. Theo tờ trình, Giám đốc Công an Khánh Hòa cho rằng để kịp thời biểu dương, ghi nhận thành tích của cán bộ, chiến sĩ, nhất là cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi đang thi hành nhiệm vụ, Công an tỉnh đề nghị Bộ Công an truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3 cho Trung tá Phan Trần Anh Phương. Thưa quý vị, vừa qua Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng chủ trì phối hợp với Cục Cửa khẩu Bộ đội Biên phòng và Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị triệt phá bắt 5 đối tượng mang quốc tịch Lào, tăng vật thu giữ là 100 bánh heroin và một ô tô biển kiểm soát Lào. Trong quá trình đấu tranh đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và phương tiện. Trước đó hồi 16 giờ 30 phút ngày 23 tháng 5 năm 2024, tại km 5 quốc lộ 15 thuộc thôn A Đen, xã A Ngo, huyện Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị, lực lượng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng chủ trì phối hợp với Cục Cửa khẩu và Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị bắt quả tang 5 đối tượng, 2 nam 3 nữ, tăng vật thu giữ 100 bánh heroin và một ô tô. Hiện Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đang chỉ đạo các đơn vị mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Công an thị xã Hoàng Mai, Nghệ An vừa phá thành công chuyên án bắt 3 đối tượng cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự với số tiền 26,2 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 4,4 tỷ đồng. Ba đối tượng bị bắt là Nguyễn Thị Hải, sinh năm 1982, trú tại phường Quỳnh Thiện, và Trần Thị Tâm, sinh năm 1992, Trần Thị Huề, sinh năm 1992, cùng trú tại phường Quỳnh Dị, cùng thị xã Hoàng Mai. Lợi dụng tình hình kinh tế khó khăn và nhu cầu vay tiền của một số người dân trên địa bàn, các đối tượng đã thực hiện hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự với lãi suất 3.000 đồng một triệu một ngày. Sau một thời gian tiến hành điều tra bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thị xã Hoàng Mai chủ trì phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đã phá thành công chuyên án, bắt giữ thành công 3 đối tượng cùng nhiều tang vật liên quan, bao gồm máy tính, điện thoại, giấy tờ, sổ sách, hợp đồng cho vay. Cơ quan Công an đã chứng minh được 3 đối tượng Hải, Tâm và Huề đã cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với số tiền 26,2 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 4,4 tỷ đồng. Hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Liên tục trong khoảng 10 ngày qua, hàng loạt vườn sầu riêng đang sắp đến mùa thu hoạch của người nông dân bị kẻ gian phá hoại, gây thiệt hại nặng nề về kinh tế. Đơn cử vào chiều ngày 21 tháng 5, một gia đình tại xã Hòa Tiến, huyện Krông Park trình báo cơ quan chức năng việc bị kẻ xấu sử dụng hóa chất, nghi là thuốc diệt cỏ, phun lên cây khiến cho trái non to bằng nắm tay người lớn đã bị thâm đen rồi rụng hàng loạt. Ước tính sơ bộ thiệt hại hơn 300 triệu đồng, chưa kể thiệt hại về sự phát triển của cây sau này. Một gia đình khác tại thôn 8, xã Ea Hu, huyện Cư Quyên cũng vừa bị kẻ gian cắt hơn 1.600 quả đang trong giai đoạn tạo múi. Sau khi cắt phá, kẻ gian gom lại thành đống nhỏ, nhiều chỗ còn dùng lá che đậy lại. Qua kiểm đếm, tổng cộng có 54 cây sầu riêng với hơn 1.600 trái bị cắt, thiệt hại ước tính khoảng 500 triệu đồng. Không chỉ gây thiệt hại lớn về kinh tế mà sự việc này làm hoang mang lo lắng đối với nhiều gia đình có vườn sầu riêng. Công an các địa phương đang tích cực vào cuộc điều tra, truy tìm thủ phạm, xử lý nghiêm theo pháp luật để răn đe. Thưa quý vị, thời gian qua trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã xảy ra nhiều vụ cháy rẫy mía gây thiệt hại lớn cho người dân. Rác mía là chất rất dễ cháy, trong điều kiện thời tiết hanh khô, nắng nóng kéo dài, nguy cơ cháy mía càng tiềm ẩn nhiều phức tạp. Chỉ cần một bất cẩn nhỏ cũng có thể gây ra những hậu quả khôn lường. Vì vậy, chính quyền các địa phương đang nỗ lực triển khai nhiều biện pháp nhằm hạn chế các vụ việc xảy ra. Ghi nhận tại thị xã Ninh Hòa, một trong những vùng trồng mía chủ lực của tỉnh Khánh Hòa. Tối ngày 7 tháng 5, tại khoảnh 6 tiểu khu 59 xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa, thuộc lâm phân Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa quản lý, đã xảy ra vụ cháy rừng trồng sản xuất. Phát hiện vụ việc, đơn vị chủ rừng đã huy động lực lượng tham gia chữa cháy. Tuy nhiên,
Do rừng có nhiều thực bì, kèm thời tiết nắng nóng có gió mạnh nên đám cháy đã nhanh chóng lan sang các dãy trồng keo mía xoài của người dân. Hàng trăm người thuộc các lực lượng cùng hai xe chữa cháy chuyên nghiệp đã được huy động để tham gia chữa cháy. Vụ cháy đã gây thiệt hại khoảng 30 hectare rừng trồng keo từ 7 đến 8 năm tuổi của đơn vị chủ rừng, 9 hectare keo từ 2 đến 4 năm tuổi, 6 hectare xoài và khoảng 45 hectare gốc mía tái sinh của người dân. Khi mà tiếp nhận được tin báo cháy thì phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng là điều động hai xe chữa cháy cùng với 15 cán bộ chiến sĩ đến tham gia phối hợp với các đơn vị tại hiện trường để phối hợp chữa cháy. Trong quá trình chữa cháy là nhận thấy là đám cháy phát triển lớn trên núi cao hiểm trở, khó tiếp cận và đám cháy có nguy cơ là cháy lan sang các cái khu vực trọng điểm và nhà dân. Dưới sự chỉ đạo của ban chỉ huy chữa cháy để phân công chia các lực lượng, các đơn vị tại chỗ thành các tổ sử dụng các cái dụng cụ, lực lượng, phương tiện tại chỗ, huy động tất cả mọi nguồn lực để cùng nhau là dập tắt đám cháy. Vào 10 giờ ngày 9 tháng 5 năm 2024 thì đám cháy đã dập tắt hoàn toàn. Đây là những gì còn lại sau vụ cháy, những gốc mía cháy đen. Để có thể canh tác trở lại, người dân chỉ còn cách cây sới lên và trồng gốc mới. Hiện nay, trên địa bàn thị xã có khoảng 4.500 hectare mía. Đặc thù canh tác cây mía của người dân là sau khi thu hoạch sẽ tiến hành gom, phát dọn và đốt rác mía. Bên cạnh đó, ở những vùng cách xa nguồn nước, nhiều người dân đã giữ lại phần lá trên cánh đồng mía sau thu hoạch để ngăn cản sự bốc hơi nước, tạo điều kiện cho diện tích mía lưu gốc tiếp tục phát triển. Việc này vô tình lại tạo thành một chất dễ cháy rất nguy hiểm, do là mía có đặc điểm là mỏng, trong điều kiện thời tiết nắng nóng thì rất khô, cháy nhanh và bén, rất khó dập. Để hạn chế nguy cơ cháy mía nói riêng cũng như cháy rừng nói chung trong mùa nắng nóng, chính quyền địa phương cũng đã tập trung triển khai nhiều biện pháp cụ thể, trong đó đã chỉ đạo các lực lượng đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong quá trình canh tác. Cái nhiệm vụ trọng tâm là tuyên truyền vận động cho người dân. Thì công tác tuyên truyền vận động thì không làm suông như trước đây nữa, phải thực hiện cái việc là tuyên truyền đến từng hộ dân, kết hợp với các cái buổi sinh hoạt, các cái cuộc họp khác để mà tuyên truyền vận động người dân trong cái mùa hanh khô này phải thực hiện cái phòng cháy chữa cháy cho nó tốt. Và chúng tôi cũng đã chỉ đạo cho hạt kiểm lâm cũng như trung tâm văn hóa thông tin là đưa các cái xe tuyên truyền lưu động đến tất cả các xã mà có diện tích rừng lớn, các cái xã có diện tích mía lớn để thực hiện cái việc tuyên truyền thêm để cho người dân nắm thêm thông tin. Theo lực lượng chức năng, các vụ cháy mía xảy ra chủ yếu do sự chủ quan bất cẩn của con người. Do đó, người dân cần nêu cao ý thức, tuân thủ nghiêm những quy định trong quá trình đốt dọn ruộng mía. Bà con chỉ nên đốt dọn rẫy mía vào thời điểm chiều tối, khi trời đã nắng dịu và cần chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ, phương tiện để ứng phó với các tình huống có thể xảy ra nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại do cháy mía gây ra. Dù lực lượng chức năng đã triển khai nhiều giải pháp ngăn chặn, đấu tranh quyết liệt, nhưng tình trạng khai thác khoáng sản trái phép ở tỉnh Nghệ An vẫn diễn ra phức tạp. Nhiều đối tượng đã bất chấp các quy định khai thác cát, sỏi trái phép trên sông, gây sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống sản xuất của người dân và làm thất thoát nguồn tài nguyên khoáng sản. Căn chòi này được ông Phong cùng người dân xã Xuân Lam, huyện Hưng Nguyên làm nơi quan sát để ngày đêm xua đuổi các tàu hút cát trái phép trên khu vực sông Lam, đoạn đi qua địa bàn. Theo người dân, tại khu vực này, nhiều năm nay có hàng chục chiếc tàu sắt lớn thường xuyên hút cát trái phép tại đây. Người dân đã dùng nhiều biện pháp để ngăn chặn, thế nhưng cũng lực bất tòng tâm. Nói chung thì cái khả năng hái thả cát đấy thì nó tồn tại từ là từ lâu rồi. Chúng phải dư nói chúng dân đi khổ sở là đếm lại là cùng kêu gọi công an, cùng kêu gọi chính quyền nhưng mà đều bất lực cả. Công an họ bỏ làm với làn đấy, cùng máy như họ làm với làn đấy thì bảo ra là như cái mưa gió trụ được. Thì để mà chúa đổi. Tình trạng khai thác cát sỏi trên sông Lam đang diễn biến rất phức tạp, diễn ra công khai và thách thức các lực lượng chức năng. Trong năm 2023 và 5 tháng đầu năm 2024, đội cảnh sát giao thông đường thủy Nghệ An đã xử lý, bắt giữ 14 tàu vỏ sắt khai thác cát trái phép trên sông Lam. Mới đây, vào ngày 18 tháng 4, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường, công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ hơn 9 thuyền vỏ sắt dạng tự chế được sử dụng để khai thác cát sỏi trái phép tại khu vực sông Lam. Tình trạng là khai thác cát tràn trên địa bàn thì vi phạm trên địa bàn vẫn còn diễn ra. Và cái lực lượng của xã thì mặc dù là có là
là thực hiện nhưng mà nó vẫn mỏng và là cũng chưa thực hiện được là cái triệt để. Khai thác ngoài mỏ là chủ yếu là khai thác ban đêm và giờ cao điểm. Thì huyện thì cũng tích cực bằng nhiều cái giải pháp. Thứ nhất là chỉ đạo các trại giáo các xã là phải thường xuyên tuần tra các cái giờ cao điểm. Huyện là lập hệ thống đường dây nóng kể cả chủ tịch và các phó chủ tịch. Lâu nay thì cái tình trạng khai thác ngoài mỏ thì cũng chưa thể dứt điểm được. Mặc dù Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã có chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương về việc công khai xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có hành vi bao che tiếp tay để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn quản lý. Tuy nhiên, tại Nghệ An, nạn khai thác cát sỏi trái phép vẫn tiếp diễn phức tạp. Giao trách nhiệm của người đứng đầu, các cơ quan, chức năng, các sở ngành được giao nhiệm vụ, người đứng đầu cấp ủy cũng như đứng đầu chính quyền phải tham gia cũng như là tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát để mà phát hiện xử lý những cái sai phạm này kịp thời. Đối với tỉnh thì quan điểm là sẽ xử lý nghiêm những cái địa phương cũng như là các cái đơn vị mà xảy ra tình trạng vi phạm trong cái việc khai thác khoáng sản. Tình trạng khai thác cát trái phép là nguyên nhân chính dẫn đến sạt lở, gây mất trật tự xã hội tại nhiều địa phương. Mặt khác, còn gây thất thu ngân sách, ảnh hưởng lớn tới đời sống nhân dân nếu không sớm được xử lý nghiêm. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chuyên mục đường dây nóng ngày hôm nay của chúng tôi. Số điện thoại tiếp nhận thông tin nóng 083 722 5566, địa chỉ email đườngdâynong@vtc.gov.vn. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.